Nhưng mà à, đây là câu hỏi của bạn nữ, là của bạn Thủy Nguyễn. Mình xin lỗi. Hồi trước là bạn ấy thích em, nhưng mà em lại không thích lại. Giờ bạn ấy hết thích em rồi, nhưng mà em lại thích bạn ấy thì phải làm sao hở anh? Chảnh chó. Chảnh chó nó rất là hay gặp trong những cái trường hợp như thế này. Ok, mình ý mình không bảo bạn chảnh chó, ý mình là cái những cái trường hợp như này nó thường xảy ra trong những cái lúc chảnh chó. Ok. Chúng ta lên đường. Chảnh chó. Oxy zone, water zone. Chảnh chó. Best friend zone, father zone. Chảnh chó. Uncle zone, granddad zone. Chảnh chó. Chạy đi, quên đi cái mũi tuổi đi. Nhớ. Rất là nhiều trường hợp khi mà nam thích nữ, quan tâm, chia sẻ, gắn bó thì nữ kiểu cuộc sống của bố đang rất là thoải mái, hiểu không? Không cần mày, không cần mày đâu, tránh xa cuộc sống của bạn đi. Ôi cuộc sống thật là thoải mái, thật là dễ chịu. Không cần, không cần, không cần đâu. Ý sai, hiểu không? Xong rồi mà đến khi người ta đi, người ta không cần mình nữa, không cần mày nữa thì bắt đầu ôi đêm thì nhung nhớ, nhớ lại những cái giây phút đấy. Người ấy nhắn tin hỏi thăm xem mọi thứ như thế nào. Ôi trời ơi, hôm nay em ăn gì chưa? Em ăn rồi nhưng mà em vẫn mệt lắm, em hơi đau đầu, nhưng mà chưa ai mua thuốc cho em cả. Ngày hôm nay á, em đi ra đường là hơi bị nhức đầu một tí thôi, chắc là trúng gió ấy mà. Chúng ta lên đường. Chạch chó. Oxy zone, laser zone. Chạch chó. Best friend zone, father zone. Chạch chó. Uncle zone, granddad zone. Chạch chó. Chạy đi, quên đi cái mũi tuổi đi nhớ. Cậu ơi, cậu có quà ở chỗ A, B, C, X, Y, Z đấy cho cậu nè, một quà tiền ra to nhá. Xong rồi bạn ấy, mấy giờ bạn ấy đến, bạn kiểu búng lụa trong cái hộp quà ấy ra, chính là tớ đây này. Đấy, nhưng mà phải mặc đẹp, phải mặc sexy hấp dẫn vào, khác đi một tí hay là một cái gì đấy nó bất ngờ đấy. Bạn hãy thử, bởi vì Valentine tình cảm nó sẽ đến với nhau lắm. Bất ngờ có này, yếu tố bất ngờ có này, yếu tố lãng mạn có này, yếu tố tình cảm có này. Đấy, hiểu không? Bạn thử đi. Ngày hôm nay ngày Valentine, anh đứng ở đây để tỏ tình với em và muốn nói với cả thế giới rằng anh yêu em. Bố mày đẹp khan khan khan. Oxy zone, laser zone. Best friend zone, partner zone. Đẹp khan khan. Uncle zone, granddad zone. Chạy đi, quên đi cái mũi tình đi nhớ. Chạy chó. Oxy zone, laser zone. Chạy chó. Best friend zone, partner zone. Chạy chó. Uncle zone, granddad zone. Chạy chó. Chạy đi, quên đi cái mũi tình đi nhớ. Bố mày đẹp khan. Hồi đấy mình nói thật với các bạn là mình không biết chùi nít. Mình không biết chùi nít mà từ trước đến nay là mình chỉ có ị hay là mình đi ỉ ở nhà thôi. Và ông nội mình sẽ làm giúp mình cái đấy. Thế thì chưa bao giờ mình phải đi ỉ ở trường hết á. Mình mới, lần này mình không chịu nữa rồi thì mình mới nói với lại cô giáo là cô ơi, em xin phép cô đi ỉ ở, tí nữa cô có thể ra để giúp em không? Và mình thề rằng là cái nhà xí ở trường học ấy, nó cực kỳ là bất cần hoa xị, nó thối, nó khai, nó bẩn. Thế luôn nhiều khi mình đéo thể hiểu được, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Thì các bạn có biết không, là cô giáo lấy cái gì để giúp mình không? Là cô giáo lấy gáo nước, nhận nó lạnh thì vãi cả cất luôn. Cô giáo mình lấy cái mà cọ nhà xí ấy, hay là bất kỳ cái cọ nhà xí nào mà các bạn có thể tìm ở nhà các bạn. Cái ngày đấy.
xem ạ. À, những cái lý do như thế này ấy, nó đều là ngu xịt hết em ạ. Để anh kể thế, nhưng mà lý do nào nó trùng hợp với những lần trên tay em có thì ta nên xem xét lại. Một là anh ơi em đang bận lắm. Hai là anh ơi em đang stress lắm. Ba là anh ơi anh không hiểu được em. Bốn là anh không biết gì cả, đây là áp lực từ chỗ khác. Năm là anh không còn yêu em nữa, em cảm thấy thế. Tất cả những cái lý do đấy người ta gọi là lý do cất bỏ. Bởi vì nó chỉ là lôi ra để làm lý do thôi em ạ. Nên là anh khuyên em á, bảo bạn đấy có yêu thì yêu, không yêu thì cút. Chả dép cũng về, chả dép cũng về. Ok, ngồi đây lâu học nóng lắm rồi. Bây giờ còn đéo có điều hòa nữa, chấp nhận như vậy đi nhá. Nên là chúng ta cố gắng mà có một cái tình yêu nó trong sáng hơn đi. Ông ơi, làm sao để tán có bạn thân đây, vụ này vui nè. Có ông nào đấy mà thích bạn thân của mình không? Tôi hỏi thật, có ông nào đấy như thế không? Có không? Có, khá nhiều bạn trả lời là có. Rồi nhé. Tôi bảo có câu chuyện đơn giản như thế này thôi này. Không có. Đàn ông và đàn bà. Không nói cấp 2 nhé, cấp 2 nhỏ hơn. Từ cấp 2 đổ xuống nhỏ hơn. Không nói nhé, chỉ từ cấp 3 trở lên. Con trai con gái đến với nhau ấy, không có cái gì, chỉ là nói chuyện cho vui. Ok. Một ấy là người dương nước lã, người làm chung bạn bè. Hai là người yêu. Chờ mát. Tức là bạn chẳng hiểu được nghĩa là bạn thân con gái. Bạn thân là chia sẻ được, người yêu cũng chia sẻ là được tốt, đúng không? Rồi thì là kêu là có thể đi chơi chung được với nhau. Ủa thế thì bạn bè bình thường mới chơi chung với nhau, tại sao phải đi lẻ? Đi chơi chung với nhau mình phải ga lăng trả tiền, mình phải hỏi nó thích xem phim gì, mình bực nó cái gì thì mình có lỗi. Chẳng có, tao yêu mày, tao mới bỏ tình với mày, tao mới nói thật lòng với mày là tao muốn đến với mày thôi, chứ tao quan trọng gì, tao cũng có gấu rồi. Chẳng qua tao yêu mày, tao mới bỏ tình với mày, tao mới nói thật lòng với mày là tao muốn đến với mày thôi, chứ tao quan trọng gì. Nói đấy xong nó khác liền, đến với nhau nghĩ cho nhau đấy là cái quan trọng, chứ không phải nói mồm. Anh yêu em để giải quyết được vấn đề gì, đúng không? Anh không yêu em nhưng em đau, anh cũng đau. Em ốm, anh lo, em đi đâu để anh chở. Nhưng anh vẫn không yêu em. Người ta không nói mồm, người ta làm bằng hiện thực. Em muốn ăn gì để anh mua bằng sự thật. Đứa con gái nó cảm thấy ưu mùi lắm. Vô cùng. Đấy mới là cái quan trọng. Tỷ lệ dân số bây giờ đang là 40% gái và 60% nam là trai. 60% đấy để tìm được người tốt có nghĩa là 60%.